Hello. Mọi người ơi. Where are you guys? Mọi người có đang online không? Are you guys there? Come say hi to me. Hello. Can you guys hear the music? Oh, nó tự bật cái phụ đề luôn hả? Hôm nay chủ nhật mọi người nếu mà không có đi chơi thì lên đây live stream với mình ha. hôm nay cũng kha khá mọi người lên nè. Hôm nay mình giải đề nha. Nhạc ok không? Nhạc hay không? Mọi người comment say hi cho mình nha. Mấy bạn đã say hi rồi kìa. Hello Ngọc Khánh, bạn đầu tiên. Mọi người nghe rõ không? Nghe rõ trả lời. Hai Minh Hiền, Phương Thảo, Đào Dung. Good evening, Trúc Thanh nè, Hai Nhân, Huy Linh. Doctor say hello to you. Okay, I say hello to doctor. Hai Huyền, Hai Trang, Hai Mai, Vân, Bảo Quỳnh. How's your evening? How's your Sunday so far? Hôm nay mọi người làm gì ha? Mọi người comment cho mình biết là hôm nay mọi người đã spend your Sunday. How did you guys spend your Sunday? Tại dịch quá còn nên mình hôm nay muốn catch up on rest cho nên là stay home and prepare this live stream for you guys. Ok. Tại vì bây giờ cũng là let's see. Bây giờ đang là gần cuối quý 1 rồi đúng không? Ấy. No, it's already yeah, gần cuối quý 1 rồi. Đó thì bây giờ cũng có khá là đầy đủ đề cho phần IELTS speaking rồi ha. Bây giờ mà đi thi là thời điểm ổn áp nè mọi người. Đó. Cho nên là bây giờ làm cái livestream để sửa một số đề cho mọi người, giải một số đề của Speaking Part 1 mới. Ok. Cho mọi người có thể tham khảo một số cái chiến lược mà mình sẽ làm hoặc là mình đã dạy học sinh của mình như thế nào đó để mọi người có thể tham khảo được. Để thi cho tốt ha. Mọi người có biết là đợt này người ta áp thêm cỡ bao nhiêu đề không? Mười mấy cái đề. Mười mấy 20 cái đề mới. À, cứ mỗi kỳ là có khoảng đâu đó mười mấy 20 đề mới ha. Mỗi quý chứ. Đó. Và họ sẽ đẩy một số cái đề cũ xuống thiếu ưu tiên hơn, kém ưu tiên hơn những cái đề mới. Đó thì họ sẽ hỏi tần số một số cái đề mới nó sẽ nhiều hơn đề cũ. Và có những đề lạ lắm, để tí mình sẽ cho mọi người thấy. Hôm nay mình sẽ cover ba đề rất mới luôn, khá là lạ và nó cũng hơi khó trả lời á. Chương trình em muốn học mà không thi đầu vào được không? Nên thi đầu vào làm bài kiểm tra đi, trên không có dài đâu ha, khoảng 80 phút thôi, cũng free mà. Sau đó em biết được cái trình độ của mình ở đâu thì mình sẽ dễ dễ vào lớp hơn á. Chứ một là em học luôn vô lớp quá dễ thì cũng chán đúng không? Hoặc là em học lớp quá khó thì em sẽ kiểu nản đúng không? Cho nên là làm bài test. Ok. Đầu vào thì mọi người cứ nhắn tin cho page để được gửi một cái bài test free cho mấy bạn làm. Mấy bạn biết trình độ của mình ha. So it doesn't cost anything, just a bit of your time. Hello Cát Duy, Hoàng Kim, mình say hi a little bit more. Cho các bạn ha. Để sau đó thì mình sẽ bắt đầu vô bài này mọi người. Đâu, mọi người comment cho mình biết là hôm nay mọi người làm gì rồi. Ơi hôm nay hả? Hôm nay mình mệt cho nên là mình không đi chơi. Đó thì nếu 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 được thì mình sẽ thường là mình hay livestream vào tối chủ nhật, thường thường nhất là tối chủ nhật, cũng thường thỉnh thoảng thì cũng có tối thứ năm. Thế, tầm 8:30 mình nghĩ đó là giờ đẹp. để mình share cái livestream này cái nha mọi người ha.
Sienna. Okay. What else? Bé thỏ. Oh, hôm nay Minh Hiền just sleep and listen to podcast, huh? Podcast chứ phải là postcards. Ok, có một cụm từ hay nè. Catch up. Sẵn chỉ mọi người vài cụm từ xịn xịn này trước khi mình vô live ha. Catch up on sleep, catch up on rest. Có nghĩa là kiểu nghỉ bù, ngủ bù ha. Đó. Đang nhậu. Nhật. Nhật đi nhậu ha, vui vậy ta. I'm just drinking with my friends, you can say that. Oh, Phương Thảo thì học Anh văn chuyên ngành hả? Yeah. Vô take a break, you know, take a break and listen to me talk and pick up some new expressions and then go back to your study. Oh my god, có nhiều bạn phải spend cả ngày để học hành hả? Tội ghê, chủ nhật mà không được nghỉ. Thay vì mình nói it was a boring Sunday ha, thì mình có thể nói như vậy. It was just an ordinary Sunday for me. Ok, hay là a typical Sunday for me là một ngày chủ nhật rất bình thường. Một ngày chủ nhật rất là kinh điển. Ok. Đó, mọi người nhìn ở trong phần comment mọi người sẽ thấy ha, mình có type ra cho mọi người á. Mỹ Hảo cháu chào thầy. Trời ơi, làm tôi cảm thấy già quá mọi người à. Hi Hoàng Võ, good evening. Stay home and enjoy. Stay home and take it easy. Cũng được à. Đang đi nhậu với khách mà vẫn xem live. Trời ơi, kiểu này là cách than phiền đó nha. Không có tập trung, không có tương tác. Con anh sắp lớp 7 xong học xong PT, có thể luyện IELTS được không? Được, anh PT thì cũng tương tương đồng với IELTS á, cũng cũng coi coi là có gì anh inbox page cái thông tin cái điểm của con anh nha, để có gì bên em sẽ tư vấn thêm cho. Oh, they getting lost, hình như có một lần đã cover they getting lost rồi đó Hương. Ok. Đỗ Khánh Linh, live này có lưu lại nha em. Nói chung là một tí em có thể quay lại, come back and see. Và sẽ được đăng lại trên YouTube cho mọi người. Để chất lượng nó sẽ rõ hơn nữa, mọi người đón xem ha. Mọi người ơi, giúp mình tag mấy bạn mà đang ôn IELTS vào. Ok, giúp mình share cái live này nè. Để nó có thể lan tỏa được nhiều bạn hơn. Bây giờ mình, để một tí mình vô mình giải đề cho nó sung ha mọi người. Ok, rồi mình đang scroll down để xem comment của mấy bạn viết gì. Mình vẫn đọc đầy đủ comment của mọi người nha, cho nên mọi người cứ cứ say hi. Ok. Cảm ơn anh Khoa. Hello, hello Leo, Ngô. Ok. Rồi được rồi, bây giờ mình chuẩn bị vô bài nè. Thì mọi người định nói gì ta? Ôi mất tiêu rồi. À, trong lúc mà mình giảng á, mọi người có câu hỏi nào thì cứ comment xuống và team của mình sẽ đi collect các câu hỏi đó để mà có thể giải đáp cho mọi người sau sau phần bài giảng ha. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ share phần live cho các bạn theo dõi nè. Mình sẽ tập trung giảng bài nha. Rồi. Ủa sao nó nhỏ hơn ta? Rồi test test, mọi người đợi mình test thử cái màn hình coi là nó có vào đúng cái khung chữ chưa nha. À đúng rồi nè. That's good, that's Đó thì mọi người có biết là dạo này có nhiều đề khá là thú vị, ví dụ như là website Lost and found là kiểu mất đồ nè, xong rồi mình sẽ đi đâu để tìm tìm lại đúng không? Xong rồi what else? Mirror, à, đề đề rất là khó lại xuất hiện ha, đề cũ lại xuất hiện. Mirror là gương á,
kiểu bạn bạn có hay nhìn vào mình trong gương hay không? Bộ giám khảo tưởng mình là bà phù thủy trong Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn hay sao mà lại hỏi câu đó đúng không? À, thật ra khi bạn đi thi á, bạn có thể hỏi giám khảo câu đó: Do I look like I'm the evil queen? Hay là you must think that I'm the evil queen in Snow White and the Seven Dwarfs, right? Just be being a funny, right? Bạn có thể act funny, ok? Có thể be funny với giám khảo à. It's a plus, yeah. Nó là điểm cộng á. Đó, đề rất là lạ lùng ha. Hồi trước có một đề về nuôi chim. Bây giờ lâu rồi chưa ra nhưng mà có thể trong tương lai nó sẽ repeat. Ok. Rồi website Lost and Found, Mirror. Hôm nay mình sẽ cover ba đề đó. Khá lạ đúng không? Xong rồi như có nói về memory, trí nhớ, rồi gì nữa ta? Barbecue, cái đây cục cũ rồi. Dreams, à nói về giấc mơ. Ok. Rồi nói về quên mất tiêu. Nói chung lạ lắm. Emails, à viết emails. Sau đó người ta lại compare với lại nhắn tin, texting gì đó. Ok. Đó thì bây giờ mình sẽ đi qua ba chủ đề. Và mình sẽ chỉ mọi người một số cái tip mà mình mấy bạn có thể rút ra từ cái bài chia sẻ này của mình. Ok. Thì đầu tiên phần này mình sẽ không có cover lại nữa tại vì mình đã cover phần overview của Speaking Part 1 ở trong bài trước rồi ha. Thì mấy bạn có thể vô lại bài giải đề Speaking Part 1 của quý quý 3 2021. Ok. Bạn chỉ cần ghi là giải đề Speaking Part 1 ở trên YouTube á, Đạt Tio á, nó sẽ ra cái video trước đó thì mình có nói kỹ về cái slide này nè. Ok. Thì mấy bạn có thể nhìn vô nó rất là rõ ràng thông tin ha, là mình sẽ có khoảng 4 4 chủ đề fixed không đổi. Thì bạn nhớ ôn kỹ những cái như là study nè, work nè, accommodation nhà cửa nè, khu mình ở nè. Ok. Rồi what else? Hometown cũng đang bị hỏi lại nè. Ok. Quê hương nha. Và hobbies nhưng mà ít ít có hỏi hobbies. Rồi nên nói ngắn thôi. Ok. Và có thể nó hơi bình dị, nó hơi bình dân xíu, informal. Cho nên bạn cũng có thể kiểu make a joke ra and you know just be chill, be relaxed with the examiner. That's actually a plus, huh? Ok. Và đừng coi cái này là một cái cuộc hội thoại giữa hai người bạn thân nha, mà là nó nên có một cái độ chăng, một cái độ chuyên nghiệp nhất định, ví dụ như là nói chuyện với lại đồng nghiệp vậy đó. Ok. À rồi, bây giờ mình sẽ vô topic đầu tiên nha cho mọi người đỡ phải đợi. Mọi người tranh thủ lấy bút viết ra để take note. Ok. Và cái slide ngày hôm nay thì đến cuối cuối buổi mình sẽ tổng hợp lại, thì mọi người có thể inbox cho fanpage để nhận cái slide này nha, nếu mọi người muốn ha. Đó. Để đem về học luyện thêm. Ok. Lost and found là kiểu khi mà bạn đến một cái shopping mall nào nè, hay là ở một cái airport nào đó, người ta thường là có một cái khu gọi là lost and found, là khu mà mất đồ á, khu mà mình mất đồ sau đó mình report lại để mà mình coi có ai nhặt được để mình lấy lại đồ hay không, thì đó gọi là lost and found. Thì tự nhiên trời ơi, lần này lại ra một chủ đề lạ nha, chắc IELTS cũng bắt đầu thiếu chủ đề rồi nên họ mới như vậy á. Ok. Thì cái answer này một cái độ dài tương đối, cái không quá dài, mình thì có thể nói dài hơn nhưng mà mình sẽ chỉ mọi người độ dài vừa phải thôi để mọi người có thể làm theo ha. Và sẵn tiện mình nhắc với mọi người luôn là dự kiến là thứ bảy hàng tuần buổi sáng lúc 9:30 tới 11:30 bên trung tâm của mình có một câu lạc bộ giải đề cũng tương tự như vậy nè. Và nó không chỉ là giải đề speaking mà cũng tụi mình cũng sẽ giải những cái đề writing luôn nha, offline tại trung tâm. Cho nên bạn nào có hứng thú thì bạn bạn nhắn tin cho page để đăng ký ha. Đó, thì tụi mình cũng sẽ để một cái link để đăng ký cho mọi người sau. Đó, thì đây là một buổi giải đề offline. Mọi người ở Sài Gòn thì có thể đăng ký ha. Số lượng có hạn cho nên là mọi người đăng ký sớm. Ok. Rồi. Bây giờ mình nhìn thử vô câu đầu tiên ha. What will you do if
You find something lost by others. Ok. Bạn sẽ làm gì nếu mà bạn tìm thấy một cái gì mà bị mất bởi người khác? Ok. Đó. Không lẽ bạn nói thật với giám khảo là I'm gonna keep them for myself hả? Mình sẽ giữ để làm của hả? Nói như thế là bị đánh giá liền nghe chưa? Be judged. Ok. So in the exam room, you, even if you're greedy, you need to be, you need to appear as a good person, right? As a good citizen, okay? An individual, an upright citizen, okay? Để mình ghi cho mọi người nha. Upright, một công dân kiểu lương thiện, okay? Mọi người note lại nha trong phần chat. An upright citizen, yeah? Thì cũng phải nói dối xíu chứ đừng nên nói theo bản năng quá ha. Ok. Và bây giờ mình sẽ đọc câu ví dụ cho mọi người để ý phần tốc độ cũng như là ngữ điệu. Dạ, cái đó quan trọng nha. Tốc độ thì không cần quá nhanh và phải có ngữ điệu thể hiện cảm xúc. Thì nó mới là một câu trả lời chỉnh chu được, hiệu quả được. Ok. Well, if I ever come across something lost by others, I'll check if there's any personal information on the item, so I can give it back to the rightful owner. If there isn't, I might have to bring it to the local police station. You know? Yeah. Đó. Thì, cái ý này, ý của câu này là gì? Nếu mà tôi có bắt gặp một thứ gì đó mà bị mất bởi người ta, mà người ta mất á, ok, tôi sẽ kiểm tra coi là có thông tin cá nhân ở trên cái món đó không. Để, so là để nha, để mà, để tôi có thể đưa trả nó cho chính chủ ha. Thì ở đây có một cái now, the rightful owner là chính chủ. Có thể dịch kiểu khoa học là chủ sở hữu hợp pháp của một cái món nào đó. If there isn't, nếu mà không có thì ở đây bạn phải hiểu là đây là kiểu như là có sự rút gọn ở đây. If there isn't thì mình sẽ nhìn đến thông tin gần nhất là ở trên này. There is là cấu trúc quen thuộc, nó gần với cấu trúc dưới đúng không? If there isn't, có nghĩa if there isn't any personal information thì tôi chắc là có lẽ là tôi phải đem nó đến cái đồn cảnh sát rồi để cho cảnh sát có thể handle tiếp đúng không? So that's what I would say, what I would do, right? Thì ở đây về mặt cấu trúc thì nó, bạn để ý những cấu trúc màu vàng ha. Đây là câu phức nè. Yeah. Thì có câu so ở đây. Có thể hiểu là câu not sure if câu phức. Không, cái này should be câu phức luôn. Tại vì nó viết tắt của so that. Chứ không phải là so kiểu, vì thế nha. Cái này là nó về mục đích. Yeah. Thì đó, bạn cứ thành thật thôi. Kiểu if I find something by others thì mình sẽ coi có thông tin cá nhân hay không để có thể đem trả. Nếu mà không thì tôi sẽ làm gì tiếp? Thì ở đây bạn thấy là thứ nhất là mình dùng câu phức, thứ hai là mình sẽ cố gắng đưa ra hai ngữ cảnh, đúng không? Đó. Thì dễ nhất là bạn luôn đưa ra kiểu hai ngữ cảnh. Một là có cái này, hai là thiếu cái kia. Để mình có thể có thêm không gian để mình nói cho nó đầy đủ hơn. Right. Và xuất hiện được hai cụm từ xỉn, đây là đủ đủ yêu cầu để được ban bảy cho phần lexical resource, đó là phần vocab rồi, đúng không? Thì come across là một từ mình rất là thích, kiểu cực kỳ mê luôn á, dùng được rất nhiều ngữ cảnh nha mọi người. Tôi bắt gặp cái gì đó thì mình có come across hay là stumble upon ở dưới này, đúng không? Mình hay dùng ở những bài trước lắm, mọi người thấy là một cái tip nữa là mọi người cố gắng recycle vocab cũ, có nghĩa là dùng lại vocab cũ, mình recycle nó, mình tái chế nó. Ok. Đó, thì the rightful owner cũng là một cụm rất là hay mà liên quan tới chủ đề này. Uh-huh. Rồi nha, number 2 ha. Uống miếng nước kìa. Will you post on social media if you lose your things? Thì ở đây cũng tương tự cái tactic trước đó, đó là mình sẽ chia ra hai ngữ cảnh. Ok mọi người. Thì mình sẽ dùng một cái cụm rất là kinh điển, đó là it depends on cái gì đó. Thì người ta hỏi là bạn có thông báo trên social không nếu mà bạn mất đồ? Thì mình cũng nói là cũng còn tùy món đúng không? Ví dụ như là nếu mà tôi mất cái gì đó quan trọng như cái điện thoại đi,
thì tôi sẽ thông báo lên đó để mọi người đừng có liên lạc tôi qua điện thoại nữa. Đúng không? Đó, thì cái này ai cũng làm right, right? Nó make sense. Nhưng mà nếu mà tôi mất một cái gì đó, ví dụ như cái túi hay là cái bóp tiền, thì than thở trên Facebook thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Đúng không? Than thở trên social nó cũng đâu có giúp mình tìm được nó đâu. Right? Đó thì đây cũng là hai ngữ cảnh, bạn chia ra hai ngữ cảnh để bạn nói. Thì chỗ này bạn cần nhanh trí chút xíu. Còn không thì bạn đi theo một hướng thôi cũng được. Bạn nói là chắc là tôi sẽ lên đó tôi thông báo, chủ yếu là để complain hay là để whine. Whine đây là than thở này mọi người ha, chứ cũng không có giúp được cái gì cả, đúng không? Và tôi cũng sẽ đi đến police để report cái vấn đề của tôi đó. So that's one way to tackle this question as well, right? Rồi bây giờ mình thử đọc và trả lời cho mọi người ha. Well, it depends on what the item is. I guess if it's something important like my phone, then I think I'll make an announcement on social media so that my friends know they shouldn't call or text me because my phone has been stolen. But if I lost things like my wallet or my bag, then, whining on Facebook wouldn't really help me find it. Would it? Ok. Đó. Thì là cái ý mình vừa diễn đạt cho mọi người đó. Thì bạn thấy là nó có cảm xúc khi mình nói, right? Và ở đây giải thích xíu nè. Ở đây thì mình đang dùng if hai đúng không? If I lost some things. Còn dưới này là cái việc mà than thở trên Facebook wouldn't. Thì vế 1 sẽ là verb 2. Vế 1 chung với lại if á, sẽ là verb 2 là lost. Vế còn lại sẽ là would, wouldn't gì đó, cộng với lại động từ nguyên mẫu đúng không? Đó, thì nếu mà giả sử tôi mất cái wallet thì việc than thở trên Facebook cũng không sẽ không giúp được cái gì cả, không giúp tôi kiếm được nó, đúng không? Cái would it ở đây á là tag question. Tag question có thể hiểu là câu hỏi đuôi á mọi người. Thì câu hỏi đuôi ở đây nó không có cái tác dụng gì nhiều ngoài việc là nó là câu hỏi tu từ, giống như là mình nói như vậy tuy là nó câu hỏi á nhưng mà nó đang thể hiện cái ý của mình rõ hơn thôi, đúng không? Nhưng mà chỗ này bạn phải xuống giọng nha, nó mới đúng được cái ý nghĩa đó là câu hỏi tu từ. It wouldn't really help me find it, would it? Đúng không? Would it chứ phải là would it. Nhớ là phải xuống giọng nha, would it. Alright, để coi coi so far any questions? chỗ này hồi nãy bị dư chữ let đó mọi người. I think I'll make an announcement. Em mới bỏ chữ đó rồi. Ok. À, rồi. Bạn nhìn đây. Thì một số tips cho mọi người ở phần này ha. Well, first of all, think of different situations and then use conditionals to express them. Right? Nghĩ ra những cái tình huống khác nhau để bạn có thể dùng được câu điều kiện á, câu điều kiện được đánh giá rất cao về mặt ngữ pháp trong speaking. Cho nên là dễ nhất là bạn cứ dùng câu điều kiện loại 1 thôi. Nhưng mà nếu bạn muốn giả sử một cái gì đó mà không thật thì bạn có thể dùng điều kiện loại 2 như mình vừa dùng. Ok. Và dùng câu phức câu ghép đó là một cái yêu cầu tối thiểu nha, để bạn có thể đạt được band 6 cộng cho phần ngữ pháp. Và ở đây thì mình cố tình dùng một cái passive voice nữa nè. Ok. They shouldn't call me or text me because my phone has been stolen. Điện thoại của tôi đã bị ăn cắp rồi. Ok, đó. Thì mới bị ăn cắp thì dùng has been cộng verb 3. So, you guys following? Mọi người vẫn theo kịp chứ ha? Ok, so far, so good guys. Any questions? Mọi người có câu hỏi nào thì nhớ đặt ha. Rồi. Giờ mình qua phần tiếp theo nè. Nốt lại, mirrors. Mirrors. Ok. Clip này thì mình sẽ đăng lại trên YouTube sau.
cho mọi người ha. Thì mọi người có thể xem lại trên Facebook ở đây hay là trên YouTube cũng được. Alright. Trời, cầm này nó mỏi tay chứ sợ. Mirror, looking at myself in the mirror. So, such a weird question, right? I've never really been a fan of this topic. Do you like looking at yourself in the mirror? Bạn có thích nhìn mình vào mình trong gương không? Chỉ mọi người cầm này nè. Bà phù thủy ác độc thì mình sẽ nói là the evil queen ha. Mình sẽ nói là the evil queen đó. Thì do I look like the evil queen? Why are you asking me this question? Right? Thì bạn kiểu bạn bị ngạc nhiên với câu hỏi này thì bạn có thể dùng câu này nè. This is a pretty odd question. Câu gì lạ vậy? Ủa gì vậy? Bạn quote Trần My vô. Ủa gì vậy? So mình trả lời cho mọi người ha. Well, this is a pretty odd question. I sound like a narcissist if I said yes. But seriously, I think looking at myself in the mirror is a little awkward, but I have to do it before heading out because, you know, I need to make sure I look presentable when meeting others. Yeah? Đó thì mình trả lời là kiểu câu hỏi hơi lạ, nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ nghe giống như là một đứa kiểu ái kỷ, một đứa tự yêu bản thân mình quá 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 đáng nếu mà tôi nói có, đúng không? Có nghĩa là nếu mà tôi nói có cho cái việc là thích nhìn mình trong gương đó. À, nhưng mà nói nghiêm túc nha. But seriously, nói một cách nghiêm túc nha. Tôi nghĩ là nhìn vô gương thì nó hơi bị ngượng á, đúng không? Nhưng mà tôi vẫn phải làm cái chuyện đó thôi, tại vì trước khi ra ngoài, ở đây mình có chữ là head out. To head out, đi ra ngoài. Tại vì tôi phải make sure là tôi nhìn được, tôi nhìn ổn. Ok? Nhìn cái lịch, nhìn rất là lịch sự khi mà tôi gặp người khác. Thì ở đây có chữ là present, là mình kiểu như mình thuyết trình, mình bưng cái gì ra cho người ta coi, mình trình bày á. Thì khi mình nhìn một cách presentable, I look presentable là nhìn được, nhìn lịch sự. Ok, học cầm đó vô mọi người ha. Thì lấy ra quốc cho giám khảo nghe liền. Ok. Và mình có là if nè, câu phức because nè. Và mình có but nè, câu ghép nè. One number two ha. Would you use mirrors to decorate your room? Ok. I haven't given this much thought, but I think it might be a good idea. Putting a mirror in my room may make it seem more spacious, and if you put it in the right place, I suppose it can enhance the visual appeal of the room. Yeah? Tôi chưa có từng nghĩ qua cái chuyện này lắm, nhưng mà tôi nghĩ có thể là đó là một ý hay đó. Người ta đang hỏi là gì? Bạn có dùng gương để trang trí trong nhà hay không? Ok. Rồi việc bỏ cái gương ở trong phòng của bạn có thể làm cho nó cảm giác là nó to hơn. Ok. Spacious là một chữ khác của large, đúng không? Và nếu mà bạn bỏ nó vô đúng nơi thì nó có thể nó tăng cái tính cuốn hút về mặt mỹ quan hơn, đúng không? Đó, thì có cái collocation là enhance the visual appeal, là cái visual attraction đó, cái độ cuốn, tăng cái độ cuốn về mặt khi mình nhìn vào á. Đó, cụm đó rất hay nha. Và bạn nốt lại luôn cụm này nè. Tôi chưa từng nghĩ đến việc này, hay là tôi chưa có suy nghĩ nhiều về nó lắm. I haven't given this much thought. Cố gắng để ý cái ngữ điệu ha. I haven't given this much thought. But I think it might be a good idea. Good idea, good idea. Ok. Đó. Thì ở đây mình cũng không có nhiều idea lắm mọi người, nhưng mà mình nghĩ là bạn có thể dùng ý là tôi chưa nghĩ tới, nhưng mà nó cũng là một ý hay đó.
cho rất là nhiều những câu hỏi tương tự nha. Ok. Rồi, thì ở đây có hai cái mình dùng một chiến lược chung chung, đó là be honest about what you think. Bạn cứ thành thật. Nếu bạn thấy câu hỏi lạ thì bạn cứ nói nó lạ. Rồi khi bạn chưa nghĩ về vấn đề này thì bạn cứ nói thẳng luôn là mình chưa nghĩ tới, nhưng mà nói một cách xịn sò, ví dụ như là give something much thought đó. Thay vì mình nói là oh I don't know, đúng không? Thì nghĩ ra những cái diễn đạt mà cho nó xịn sò hơn để nói về cái ý là I don't know, kiểu kiểu vậy. Ok, là hoặc là be funny, tiếp theo là be funny and expressive if you can. Ha, hãy hài hước và thể hiện cảm xúc nếu được. Đó, giống như hồi nãy mình nói, nhìn tôi giống như bà phù thủy lắm hay sao mà thầy hỏi tôi câu này vậy? Do I look like the evil queen in Snow White? Ok. Hoặc là kiểu, oh, looking at the mirror too often would make me look like an evil queen, the evil queen from Snow White. Ok, wouldn't it? Right? Đó thì đó là cách để mà bạn có thể be funny. Ok. Rồi ha, bây giờ mình đã xong hai topic rồi. So far so good, mọi người nốt lại rồi đúng không? Thì những topic này bạn vẫn sẽ được luyện trong trong suốt khóa học với lại bên mình. Nếu mà mọi người đăng ký á, thì mọi người cũng sẽ, đầu tiên là mọi người sẽ được học những cái bài cơ bản trước, sau đó càng về sau và là mọi người sẽ được ứng dụng cái những cái chiến lược đã học để trả lời những topic tương tự như vậy nè. Và thường bên mình thì hay cập nhật những cái bộ đề của quý á, trong lớp để cho mọi người practice lúc học. Cho những lớp level cỡ 5 rưỡi, 6, 6 rưỡi trở lên thì mọi người sẽ được ôn nhiều hơn về luyện đề ở những buổi cuối. Ok, thì mọi người sẽ được practice những chủ đề cập nhật như vậy luôn trong khóa học đó, để mọi người có thể ready hơn để đi thi ha. So thì sắp tới hình như là tuần sau cũng có khai giảng một số lớp, cho nên mọi người có quan tâm thì mọi người sẽ nhắn tin vô page giúp mình ha. Rồi, next topic. Last one, let's move on to websites. Nhắc tới website thì hồi giờ trước khi mình trả lời, mọi người thử nói coi mọi người hay vô website nào. Thực ra mình ngồi mình suy nghĩ cho cái topic này rất là mệt luôn á. Không biết là bây giờ mình có vô web nhiều đâu ta. Đa số là xài app là chính mà đúng không? Thì mọi người hay vô website nào, mọi người thử type, type down cho mình coi coi là các bạn hay vô web nào vậy. Mình cũng muốn nào đàng hoàng thôi nha mọi người. So, which websites do you guys usually visit? Mọi người suggest cho mình một số web nào. Mình chỉ nghĩ được cái VN Express hả? Oh yeah. Mình có nhắc tới web coi báo. YouTube, YouTube cũng có thể được hiểu là web nha mọi người. Hay là Facebook cũng là web nha, chứ không nhất thiết nó chỉ là app đâu nha. Với lại mình cũng có thể nói về blog. Blog á, mấy cái web về blog của người ta, personal blog. Ồ, kinh tế hả? Hay là web Facebook? À, web của nhà trường đúng không? Tại vì cứ đi học cứ phải lên đó nộp bài every day đúng không? Oh yeah, BBC để đọc tin tức. Oh, web TED. VOA hả? Đó. TED, TED, TED Talk, TED Ad cũng là những cái website rất là hữu ích. Chính xác, chính xác. Ồ, biết vậy thì mai mốt mình đi thi, mình dính, mình sẽ nói về TED nha mọi người. The Present Writer cũng xịn nè mọi người. Chị này học tiến sĩ đúng không? Chị này rất là chất luôn. Vietcetera hả? Vietcetera hình như có những cái show mời khách mời về nói talk show rất là xịn ha. Wow, mọi người có nhiều web hay quá. Rồi bây giờ mình thử nhìn câu trả lời của mình nha. Next nè. What kinds of websites do you often visit? I think they're like my answer is so boring, right? Mình trả lời là I visit the Oxford Online Dictionary on a daily basis. It's a, it's a site that allows
me to look up the definitions of many English words and expressions. And since I'm an English teacher, I find it super useful. Yeah. Thì mục đích của mình cũng chỉ là đưa hai cụm từ thôi. Đó là cụm mỗi ngày á, mỗi ngày, tại vì mình nói là everyday thì mình có sẵn trong đầu là on a daily basis. Rồi. Và cụm từ là check, ý nghĩa thì đó là look up cái meaning hay là look up cái definitions là định nghĩa. Đó, cụm này rất hay mọi người, note lại nha. Đó. Thì tôi visit thường là mình sẽ trả lời thẳng thắn vô vấn đề luôn chứ không có vòng vo mọi người. Nó đỡ bị đánh đánh điểm coherent, đỡ bị trừ điểm mạch lạc nha. Xong rồi mình giải thích ra nó là cái gì thì mọi người, khi mọi người muốn giải thích rõ hơn á, cho một ý nào đó thì mình sẽ dùng relative clause. Bạn thấy chỗ này xuất hiện không? It's a site that allows me to làm gì đó. Đó là một cái site mà cho phép tôi tìm định nghĩa của những cái từ và những cái cách diễn đạt expressions. Và vì tôi là một thầy giáo dạy tiếng Anh, tôi cảm thấy cái website này rất là hữu ích. Đúng không? Có cấu trúc là gì? Find something adjective. Find something cộng với adjective. Nha mọi người ha. Ok. Đó thì đây nó vẫn là câu ghép câu phức. Number two. What kinds of websites are popular in your country? Rồi. There are a variety of websites that local people tend to visit. The most common ones are probably online news outlets because it's important to stay updated on the latest news. And perhaps entertainment websites like YouTube and Netflix are also extremely popular. You know, we all need to unwind after work, don't we? Okay. Đó thì câu này thì mình trả lời sao, người ta hỏi là có những loại website phổ biến nào trong nước bạn, thì mình nói là cũng có vài loại đó, đúng không? Câu đầu tiên là câu câu topic nè, general statement đó. Xong rồi câu tiếp theo là một câu dẫn mọi người ha, có thể học câu này. The most common ones are, thay vì bạn nói là the most popular, paraphrase chút xíu thành chữ common đúng không? Là những cái trang báo điện tử á, trang báo trên mạng á, thì có thể học chữ là online news outlet. Ok. Ví dụ như VN Express gì đó bạn có thể cãi ra. Tại vì cái việc là cập nhật tin tức rất là quan trọng đúng không? Thì có cụm từ là stay updated on cái gì đó nha. Stay updated on cái news. Rất là quan trọng. Dùng chữ ngữ it. Ok. Và có thể là perhaps những cái web để mà giải trí như YouTube hay là Netflix để coi phim cũng rất là phổ biến, đúng không? Xong rồi đưa một cái ý ngoài lề để liên quan tới ý thứ hai, đó là chúng ta tất cả đều cần relax, tất cả đều cần unwind là relax đó, sau khi làm việc đúng không? Đó thì ở đây cũng là một cái tag question nè. Cũng cũng là câu hỏi tu từ thôi chứ nó không phải là câu hỏi thật sự nha. Tôi biết là tất cả mọi người đều phải relax sau khi đi làm, cho nên tôi mới nói như vậy đó. Ok. Giống như tiếng Việt vậy thôi. Tất cả chúng ta đều cần phải thư giãn đúng không? Chứ đâu ai, mình đâu có kỳ vọng người ta phải trả lời câu hỏi đó đâu. Right. Đó thì đây là câu trả lời của mình ha. Don't speak too fast or too slowly. Vẫn là phải dùng câu phức câu ghép. Và có thể nói dùng cái tag questions để you know, nói về một cái ý rất là hiển nhiên. Mình không cần câu trả lời. Thực ra thì chỉ để thể hiện cái cảm xúc của mình ở đây là chính đúng không? Và cho nó tạo cái sự tự nhiên, tại vì tag question là một cái feature, một cái đặc điểm của văn nói nha mọi người. Bạn bạn show được những cái đặc điểm đó thì sự tự nhiên nó sẽ được đánh giá cao hơn. Ok. Rồi, đó. Any questions? Coi như là mình đã xong phần bài giảng cho mọi người. Rồi. Okay. So, now it's Q&A time. Mọi người có câu hỏi nào thì đặt nha, để mình vô mình đọc, mình trả lời từ từ. Bạn nào hỏi trước thì sẽ được trả lời trước. Ok. Đặt câu hỏi đi mọi người ơi. Trong lúc mình đợi mọi người thì mình sẽ scroll để mình xem trước nha.
Có câu hỏi không mọi người? Mọi người đang gặp khó khăn gì trong lúc ôn speaking nè? Thì mọi người cứ hỏi thoải mái nha. Hay là tập trung nghe giảng quá, mình giảng dễ hiểu quá, chả biết hỏi gì. Nãy giờ thấy bạn rất là tập trung nghe mình giảng luôn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok. Rồi. À, mình đã có một câu hỏi rồi đây. Cảm ơn Phương Thu nha. Mình sẽ phát vía cho mọi người. Đây, quăng vía, quăng vía, văn, quăng vía. Mọi người sắp thi rồi, quăng vía, thi tốt nha. Đó. Cứ lên đây coi livestream thường xuyên, mình sẽ ra đề thường xuyên. Tham gia lớp giải đề cuối tuần tại trung tâm với mình ở quận 10 á. Ok. Để mọi người đi thi là mọi người cực kỳ ready luôn ha. Thi là không sợ topic gì của giám khảo hết trơn á. Thiên Trương, có slide bài giảng này nha, một tí mình sẽ tổng hợp lại và mọi người có thể nhắn tin vô page để page sẽ gửi cho mọi người vào ngày mai. Để mình coi câu hỏi của mấy bạn nha. Làm thế nào để nói trôi chảy? Phương Thu, thì em sẽ để coi. Em sẽ ưu tiên nói bằng những cái vốn từ, vốn ngữ pháp mình đã có để mà mình sẽ nói một cách mượt mà hơn và có sự tự tin hơn khi nói. Còn lúc ở nhà khi mình practice á, thì mình sẽ practice những cái cấu trúc mình mới học hay là những cụm từ mới học thì cũng tốt. Ok. Ở nhà thì là lúc mình nên experiment, nên thử nghiệm những cái mới học. Còn lúc mà mình đi thi á, thì đó là lúc mà mình chỉ rely on dùng những cái mà mình đã chắc chắn rồi. Thì lúc đó bạn không cần suy nghĩ nữa, những cái đó thì nó sẽ là phản xạ của mình rồi, đúng không? Lúc đi thi đừng có take risk nha, đừng có mạo hiểm, chỉ nên mạo hiểm ở nhà thôi. Ok. Và dần dần thì bạn practice nhiều thì bạn sẽ quen và sẽ nó trở thành một phần của bạn á. Những cái vocab này nè thì mình cũng dùng nhiều á, cho nên là mình rất là quen thuộc với nó rồi, bây giờ cần thì cái nó sẽ tuôn ra liền. Thì nó trở thành bản chất của mình rồi. Thì lúc đó nó sẽ giúp cho mình nói một cách tự tin hơn và lưu loát hơn. Ok. Khi mình giao tiếp thì mình dùng những cái mình đã biết thì nó sẽ giúp mình trôi chảy hơn là những cái mới mà mình chưa có rõ, chưa có rành nha mọi người. Levi Ackerman, thầy ơi cho con hỏi làm thế nào để không bị bí tưởng part 2 speaking. Một câu hỏi rất là kinh điển ha mọi người. Phần đó thì những topic gần gũi với mình thì anh khuyên là mọi người nên trả lời thành thật theo trải nghiệm của bản thân nha, cho dễ kể. Ngay cả khi bạn gặp một topic cực hoàn toàn mới nhưng mà bạn đã có trải nghiệm rồi thì bạn cũng có thể đối phó với nó được. Còn đối với những topic mới, topic lạ mà bạn chưa có biết á, thì bạn cũng tìm được bộ đề của quý đúng không? Thì có mấy chục đề, cỡ 50 đề part 2. Bạn coi chủ đề nào lạ thì mình do some research, cũng phải tìm hiểu trên mạng thôi, đọc nhiều bài mẫu, sau đó hoặc đọc một số bài báo liên quan tới cái mình đang tìm để tạo nên một cái bài mà kiểu mình chế ra một cái bài mà nó hợp lý, phù hợp với lại cái level của mình. Thì có những cái mình chưa có trải nghiệm thì mình phải prepare chứ. Chứ để mà đi thi tốt thì cần có sự chuẩn bị em. Cho nên là em cứ do some research online, nó sẽ ra hết đáp án cho. Không có sợ nha. Còn đi thi mà khả năng cao, nếu mà em đã ôm hết bộ đề rồi thì em sẽ không có trật tủ đâu. Ok. Speaking có nên dùng nhiều idiom với lại từ C2 không ạ? À, Vũ Minh. Oh, good question. Không nên dùng quá nhiều idioms, nên dùng vừa phải thôi. Ví dụ như cách hai ba câu hỏi mình dùng một cái thì ok. Ý là khi nào phù hợp thì dùng em, chứ không có cần phải có một cái tần suất nhất định á. Thì bản thân anh thì không dùng quá nhiều idiom, lâu lâu dùng một lần thôi. Nhiều khi trong bài xuất hiện có cả một bài nói 12 phút, xuất hiện tầm hai lần, ba lần. Nhưng mà vẫn được 8.5, 8.5, 9 chấm. Cho nên là không sao cả. Mình có thể, em muốn cày thì em cày phrasal verb đi. Phrasal verb và collocations. Ok.
Anh có một cái video về cách tự học từ vựng á. Em có thể lên tìm cách học từ vựng hiệu quả Datio ở trên YouTube, nó sẽ ra một cái video đó. Thì anh có nói về vấn đề học collocations khi speaking and writing. Chứ đừng nên học list từ C1, C2 một cách đơn lẻ nha. Nó sẽ không có kết quả, đạt được cái kết quả như mình mong muốn đâu. Tại vì từ vựng nó đi cùng với nhau, chứ nó không đi riêng lẻ. Nguyệt Hằng, làm gì khi mình nghĩ được nhưng không nói ra được? Đúng rồi, em có idea nhưng em không thể hiện được một cái chính xác là vì em thiếu từ vựng. Thì nó quay lại câu chuyện hồi nãy là em thiếu từ vựng, em phải trau dồi. Thì cách trau dồi dễ nhất sẽ là học từ cuốn Collocations in Use Cambridge Level Intermediate trước. Để em có một cái vốn kha khá đã thì nó cũng sẽ cover được rất là nhiều những cái ngữ cảnh mà em sẽ gặp trong cuộc sống rồi. Thì từ đó em sẽ improve thêm bằng cái cuốn Advanced. Ok, thì sau đó thì em có một cái vốn ok rồi thì em bắt đầu va chạm thêm với lại authentic material, là mình sẽ coi show, coi reality show, hay là coi những cái bài TED Talk, hay là coi những cái phim tài liệu của nước ngoài nói về những chủ đề xung quanh cuộc sống mình rất là thú vị nha. Thì em sẽ coi được là người ta dùng những cụm mình đã học trong ngữ cảnh, thì dần dần nó sẽ ăn vô máu mình. Sau cái input là sau việc học á, thì phải tới cái bước reinforce là xem cách tụi nó được dùng trong ngữ cảnh. Thì đó là coi coi những cái kênh như là Vox hay là kênh gì nữa ta, The gì đó, The Economist ở trên YouTube cũng được, TEDx cũng được, TED Education á, mấy cái bài giảng rất là dễ hiểu. Ok, đó là nơi người ta dùng academic vocab nhiều. Đó, học theo cụm, học theo chủ đề thì có sách sẵn rồi. Một người học xong thì mọi người bắt đầu coi cách nó được dùng trong in reality là được. Thì dần dần bạn sẽ góp nhặt ổn ổn thôi. Ok. Vương Minh Hiền, học speaking từ đầu luôn được không ạ? Được em cứ nhắn tin cho Page để Page gửi em cái lộ trình nha. Chữ one đọc là one đó em. Còn câu hỏi gì nữa không? Mình có nên học mẫu cho bài part 2? Thanh Phi, good question. Em không nên học thuộc lòng nha. Học thuộc lòng giám khảo nghe ra là biết liền. Em nên lấy miếng nước cái. Em nên soạn sẵn idea. Ok, soạn sẵn vocab đi chung với những cái idea đó theo kiểu làm mind map. Ok, là để nó thể hiện cái sự tương quan giữa những cái idea với nhau. Sau đó thì những idea đó sẽ được thể hiện bằng những cụm vocab xịn mà mình muốn chèn vô. Thì bắt đầu mới practice bằng cái mind map đó, thì dần dần em sẽ nói một cách tự nhiên bằng cách là nhìn vô cái sơ đồ mình nói thành một bài hoàn chỉnh. Chứ mình không có học thuộc. Như thế cũng là một cái thói quen tốt đó em ha. Thì đi thi á, mình không có phụ thuộc vô cái bài đó và mình nói theo cái khả năng của mình. Chứ mà em nói kiểu học thuộc mà mượt quá, giám khảo sẽ thấy được cái sự thiếu tự nhiên khi mình nói. Người ta được đào tạo rất là kỹ cho nên là người ta nghe được là em có học thuộc hay không đó. Nhớ là idea only nha. Brio, em sắp thi rồi mà run quá hả? À, làm sao để tự tin mà không run? Cách tự tin không run là khi mình đã ôm đầy đủ, đúng không? Khi em ôm hết cái đống đề thì em sẽ cảm thấy là mình có mọi thứ trong tay rồi, có vũ khí rồi. Đi thi em dính cái gì là nói cái đó. You are prepared, so you won't be worried, you won't be nervous, right? Còn nếu mình chưa ôm gì cả thì nên lo, đúng không? Và nếu mà thời gian không cho phép mà không ôm được bao nhiêu thì cứ ôm hết sức có thể và đi vào đó cứ relax. Ok, khi nói thì cứ thoải mái thôi. Giám khảo quy chung quy cũng chỉ muốn thấy cái khả năng thể hiện ý tưởng, khả năng kể chuyện của mình. Ok, khả năng xử lý vấn đề khi mà được hỏi một cái gì đó. Khi biết đáp án lẫn khi không biết thì mình sẽ nói làm sao. Chứ họ không có yêu cầu mình phải có kiến thức chuyên môn ở một chủ đề nào cả. Cho nên là em cứ thoải mái thôi, đừng lo. Ok, hoặc là đi thi nhiều lần thì sẽ không lo nữa.
quen mặt giám khảo rồi, như anh nè. Mỹ Ngân, thường thì mình sẽ chốt câu mở đầu giống như văn viết. À, hồi nãy có một câu trả lời nó hơi giống văn viết đúng không? Nó không hẳn là văn viết đâu. There are a variety of sites that are popular in my country. Trả lời theo kiểu đó cũng tốt. Nó có một cái sự có tổ chức trong câu trả lời. Còn không thì em không có câu đó cũng được. Em thấy vô thẳng câu, well, the most popular one is gì đó. And then the second most popular is. Nhưng mà anh thấy những câu hỏi mà mang tính liệt kê thì mình nên có cái câu chung chung thể hiện cái organization của cái câu trả lời. Nó không hẳn là văn viết đâu em ha. Đúng rồi em, Nhật Minh, khi mình viết thì mình có thời gian suy nghĩ cho nên là khả năng bị sai ngữ pháp nó sẽ thấp hơn khi mình nói. Nói thì sẽ dễ dễ bị sai hơn tại vì mình nói quá nhanh. Đôi khi mình nghĩ không có kịp á. Chỉ là bình thường em chả sao cả. Chào chị Tuyết Bi. Bé học lớp 5 thì thi IELTS hơi sớm chị. Thường thì em nghĩ là tầm lớp 8, lớp 9 thì bắt đầu có thể bắt tay vô học IELTS sẽ ok hơn. Tại vì các bé thì cũng cần kiến thức xã hội. Tại vì học IELTS là có dính tới kiến thức xã hội nữa, mà lớp 5 thì cũng chưa học nhiều đâu. Ok. Vũ Minh, em không dùng từ VIP Pro nhưng mà điểm speaking cũng ưng á. Đúng rồi, thì đó anh nói rồi, mọi người đừng có ham mà dùng những cái từ C1, C2 ha. Dùng collocations, đó là the key to getting a band 7 in speaking. Trí Minh, thi part 2 mà dính tới politics, chính trị hả? Em đừng lo, những cái như chính trị, tôn giáo sẽ không có được hỏi trong IELTS tại vì nó quá là sensitive, quá là nhạy cảm. Họ sẽ hỏi những topic mà ai cũng có thể nói được nha, đừng lo. Minh Hiền, à, yeah, bạn bạn inbox Page đi để Page tư vấn thêm cho về khóa học, yeah. Thank you for being interested. Phương Thảo, làm sao để cải thiện sự tự nhiên? Thật ra thì cải thiện sự tự nhiên, bạn chỉ có thể có được cái sự tự nhiên khi mà mình nạp đủ lượng. Là mình phải coi coi là người bản xứ nói sao thì mình học cái thần thái của họ khi họ nói. Sự tự nhiên đó là thần thái, ngữ điệu, cách dùng từ. Thì những cái đó chỉ có thể mình cố gắng copy nhiều nhất có thể khi mình coi coi phim, coi show. Chứ học trong sách, một người mà học trong sách với một người mà học qua YouTube á, hai cái thần thái khi nói rất là khác nhau. Mình nhìn vô mình biết ai là người học kiểu gì liền à. Có cái gì đó, tại vì trong sách không thấy được thần thái, YouTube thì thấy được. Cho nên các bạn học theo YouTube bây giờ nó cũng tự nhiên hơn hết đó nha mọi người. Vả lại YouTube coi vlog, coi những cái show thực tế á, cũng là một cái cách giải trí mà, đâu hẳn là chỉ học thôi đâu. Đúng không? Lê Hoa, mình có lưu lại like ở trên Facebook nha, lát bạn sẽ coi, mọi người coi lại cái phần giảng bài nha. Cảm ơn Nguyễn Thương rất nhiều nha. Mình sẽ cố gắng livestream giải đề cho mọi người thường xuyên hơn. Mình cũng rất là thích cái chuyên mục giải đề. Ngữ điệu hay. Coi phim em ơi, coi phim. Nha Don nha. Anh là anh coi phim để học ngữ điệu không đó. Để coi coi. Những cái bài, những cái cách học listening, cách học reading, mình sẽ ra những cái video trên YouTube để chỉ các bạn một số cái bước, một số cái tip các bạn làm theo, ok? Để nói trên livestream thì nó sẽ hơi dài. Mình mới ra một cái clip và cách tự học tự vận hiệu quả tại nhà đó mọi người. Clip khá là hot, khá là viral. Mọi người chưa coi có thể lên coi ở trên YouTube nha. Cách đây cũng vài tuần thôi. Nói nhiều hơi đau họng rồi đó mọi người.
Còn gì nữa không ta? Người họ quá trời luôn. Action có quan trọng khi speaking không ạ? À, Phương Mai. Không quan trọng em. Ok. Nó đã được confirm rồi bởi examiner. Nhưng mà phát âm đúng trọng âm, cái đó quan trọng nè. Phát âm đúng nguyên âm, đúng phụ âm quan trọng nè. Và có ngữ điệu thể hiện cảm xúc, cái đó cũng quan trọng nè. Cho nên là giọng Anh, giọng Mỹ, giọng Úc không quan trọng nha. Nhưng mà nói phải có trọng âm, ví dụ như là international, chứ phải là international. Ok. Opportunity, chứ phải là opportunity. Đúng không? Đó, trọng âm từ, cái đó quan trọng. Còn câu hỏi nào nữa không? Hồ Nhi. Ồ, chắc là cái ví dụ về mind map kết hợp idea vocab, cái đó anh sẽ làm cái video cho mọi người, một cái demo nó sẽ dễ mường tượng hơn, chứ bây giờ làm sao mà vẽ được đây. Good 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 idea. Để mình chụp lại, để mình chụp lại cái gì, làm cho mọi người một cái clip demo nha. Các bạn nói thầy giống diễn viên. Diễn viên Hồng Kông bên hông Chợ Lớn hả? Gia Kỳ Đinh. Có thể là live. Thường là anh hay live vào tối chủ nhật 8 rưỡi nha. Thỉnh thoảng thì có thể là live tối thứ năm tầm 8 rưỡi mọi người. Ok là... Cảm ơn anh Jay. Thì ra là anh chứ ai hả? Ok là rồi, hôm nay chắc là tới đây thôi, live ngắn gọn ha mọi người. Nếu mọi người có câu hỏi nào, mọi người có quan tâm khóa học IELTS ở bên trung tâm IELTS Radio, mọi người cứ nhắn tin cho Page. Page sẽ tư vấn cho mọi người tận tình ha. Tuần này tuần sau là mình có khai giảng một số lớp. Thì nếu mọi người muốn học với mình thì mọi người mà vô đúng cái level mình dạy thì mình sẽ gặp nhau. Thì mình thì hiện tại là sắp sửa dạy lớp teenager, là lớp đầu ra 6 chấm. Ok, cũng không quá khó để vào lớp đó. Thì nó đang fill up á, nó còn vài chỗ, thì có gì mọi người đăng ký đi rồi sẽ gặp mình trong đó. Lớp offline nha, tại Sài Gòn nha mọi người. Ok, rồi vậy đi. I'll see you guys soon, hopefully next week. Ok, or I'll post a video for you guys if I can't make it for the live stream. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã tham gia live và xem đến tận giờ phút này. Ok, mong là cái bài giải đề nó đã hữu ích cho mọi người, để có thể giúp mọi người có thể có thêm sự tự tin để đi thi ha. À, tuần 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 sau đi thi mà dính một trong ba chủ đề này là quá đỉnh, quá xịn luôn, đúng không? Ok. Rồi vậy nha. I'll see you guys soon. Take care and have a good week ahead. Bye bye. Bye mọi người.